chuyện cổ tích tắm cám, dì ghẻ bắt tắm ngồi lựa đậu và gạo ra thì mới được đi xem hội. Đúng hay sai? Xin mời thời gian. Gạo và đậu. Đậu và gạo. Gạo và đậu. Sai. Sai. Vậy chứ theo em dì ghẻ bắt tắm lựa gì? Hột é hột mè. Hột é hột mè. Em hình như em coi cái tấm cám mà Quỳnh Lập kể đó phải không? Tấm cám Quỳnh Lập kể. Em nhớ hột mè. Em nhớ là đậu đỏ ra đậu đỏ, đậu xanh ra đậu xanh. Theo cái kiến thức về cổ tích của em thì em nhớ là lựa gạo với không phải đâu, lựa gạo đâu, chắc chắn là đậu trắng và đậu đen phải không? Đúng rồi, em nhớ là một là đậu này với đậu kia, hai là gạo ra gạo chia với lại é hả? Không, gạo ra gạo với lại nếp ra nếp. À đúng rồi, gạo ra gạo, nếp ra nếp. Không, cái đó không lựa được. Gạo tài nguyên là gạo Thái lựa ra. Vậy là đậu đỏ đậu xanh, vậy nói chung là hai cái typical nó giống nhau, còn cái này là đậu với gạo. Trong đó nó có một cái chi tiết, đó là những chú chim lựa giùm. Đúng rồi. Mà cái gì mà làm chim cho những à thóc với gạo phải không? Hình như vậy. Em đừng có nói chuyện vậy. Trời chị ơi, chị làm cái kiếp em quay về rồi, bây giờ còn tưởng đậu đỏ với đậu xanh. Sai. Nói tới vụ con chim á, thật ra đó là con chim đại bàng. Câu chuyện là con chim đại bàng bay xuống lựa, nhưng mà lựa nó xuống nó lựa cái nó thấy cô tắm ngon hơn, gấp cô tắm bay đi, cái nó thả xuống vô cái gì đó, cái động, sau đó là thạch xanh mới đi cứu. Mà thạch xanh muốn cứu được phải có vũ khí. Đúng cho rồi. Nên thạch xanh phải ra cái bụi tre kêu khắc nhập đúng rồi. Đó. Thì sau đó mới có tre để mà làm thành cái vũ khí, mà cầm cái tre không nổi, thế là thánh giống mới chạy ngang lũy tre làng hốt cái tre đó đi luôn. Mà ai về cái người thánh giống là bữa đó bị mệt, cái nhiên cái sơn tinh xuất hiện, đúng rồi, núi thành cầu thang đi lên luôn đó. U là trời. Đạo diễn nào phải coi lại cái màn song tấu tứ tấu vừa rồi là để làm một cái kịch bản phim gọi là cổ tích fusion. Nhưng mà bây giờ em có muốn thay đổi đáp án của mình hay không? Dạ không. Em nhớ là gạo thóc hoặc là đậu đỏ đậu xanh gì thôi. Tức là phải cùng chủng loại đúng không? Đúng, nó cùng chủng loại á. Là lưu ý là chúng ta có thể dựng câu chuyện nó sát với thực tế và tạo cho người chơi niềm tin được không ạ? Không, chỉ mất uy tín từ vòng đầu. Đáp án mà chọn là một đáp án chính xác. Yay. Tôi không thấy gì mừng hết, tôi thấy bình thường á. Câu hỏi quá đơn sơ đúng không? Quá đơn sơ. Thông minh á, tụi mình gạt vậy mà không có bị lừa. Trong sự tích ăn khế trả vàng, người anh đã may túi ba gan. Đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Sai. Tại sao mà chọn là sai? Dạ thì người anh là một người ác, xong rồi người bắt cái người em là vô cái chỗ lều ở ngoài đó ở, xong rồi người em mới gặp được con chim ưng hay sao á, xong rồi mới nói là mày may túi đó đi. Thế tôi nhớ không lầm thì là con quạ đúng không? À vậy. Chim ưng. Không, quạ khổng lồ. Quạ khổng lồ. Nhưng hãy nghe kỹ câu hỏi. Trong sự tích ăn khế trả vàng, người anh chứ phải là người em đúng đã rồi may túi ba gan. Dạ dạ không, xong rồi mùng quạ mới, sau đó thì quạ mới anh ổng ấy cũng được con quạ nói là may túi ba gan, nhưng mà ổng quay tới mười mấy gan lận hay mười gan gì đó. Thầy ổng tham. Tư vấn. Sao? Câu chuyện đó đúng rồi, em kể là đúng rồi. Câu chuyện nó nằm trong tiềm thức anh nè. Người em là may đúng cái túi ba gan, cho nên mới con quạ nó mới chở nổi, mới đi về. Đó, người anh thấy vậy thích quá, cũng may túi ba gan, mà xui cái gan người anh nó lớn hơn. Cho nên là rớt. Thật ra người anh cũng may có ba gan thôi, nhưng mà cái gan lớn. Cho nên con quạ nó chở không nổi, rớt xuống là ngay cái động tràng tinh, là thạch xanh cứu đó. Đồng ý. Nhớ chưa? Em biết Thuận Nguyễn không? Bạn mà cao mấy tám mấy đấy không? Thì cái gan tay của Thuận Nguyễn nó phải khác với gan tay của Hữu Tính chứ. Dạ. Đúng không? Nó cũng là ba gan, nhưng cái gan nó dài hơn. Sai hết. Sai hết. Thật ra cái câu chuyện đó nó có nhiều cái gì bạn lắm. Đúng. Và
Một trong những cái bản mà anh biết được là bản gốc, bản chính xác, bởi vì đã từng được dựng trên sân khấu kịch Idicap của anh rồi. Anh không phải đóng trong cái vở kịch đó, nhưng mà anh xem cái vở kịch rất là lâu rồi. Lúc đó là vở đó có Lê Khánh nè, anh Thành Lộc nè, Thanh Phương nè và Đình Toàn đóng. Cái câu chuyện về cái ăn khế trà vàng. Dạ. Thì thật ra người anh cũng nghe lời ông Quạ may một cái túi ba gang, chứ không phải là không. Đó. Nhưng khi mà ra tới ngoài đảo á, để vô cái túi ba gang đó xong, mình lén lấy thêm một cái túi khác ra nữa. À đúng rồi, đúng rồi. Lấy thêm một cái túi khác 5-7 gang khác ra nữa để dồn vô thêm. À, thì bây giờ bạn nói tôi may cái túi ba gang nè, túi ba gang nè. Đó, nhưng mà bạn đâu có quy định là tôi may mấy cái túi ba gang đâu. Đó, cho nên do vậy là cái lúc mà trở về cái bị nặng quá mới té xuống biển. Rớt xuống biển. Cũng có một vị bạn khác. Sao? Là bà chim đó ngày hôm đó sức khỏe bà yếu. Người anh vẫn may ba gang nhưng mà bà chim bay bị gió lớn. Bà rớt thôi chứ phải là người anh may túi ba gang không đúng. Nên cái này có khả năng là đúng, nhưng mà do là sức khỏe chim yếu thôi. Em biết không, tại vì những cái câu chuyện thuộc về cổ tích, chuyện thần thoại, chuyện dân gian, nó có nhiều cái bản khác nhau lắm. À, không phải cái này. Bé vậy không tin chúng ta. Ui là trời. Nói chuyện mà nó thuyết phục như vậy. Anh Đại Nghĩa nói một câu chuyện thuyết phục như vậy mà không tin. Ý là rớt xuống thôi, trong người thạch xanh cứu hả chị? Đó, cái đó thuyết phục á. Không, cái đó là chuyện của hữu tính nha, mấy anh nha. Đối với anh hữu tính là mọi câu chuyện về chim chóc hay là sự kiện thiên tai gì là vô thang của thạch xanh hết. Giống như là túi thần Doraemon vậy đó. Cái món gì cũng giống hết. Cái mời đáp án ạ. Nó có nhiều câu chuyện nhưng mà cái kết nó dồn về một. Em chốt, em có chọn quyền không? Dạ, chọn quyền không ạ? À? Em chốt đáp án này. Chốt, không chọn quyền. Và đáp án bạn chọn là đáp án. Chính xác. Chúc mừng em. Đó là điều hiển nhiên thôi. Đúng không? Bình thường hiển nhiên thôi. Dạ, phải là cái túi nó không phải ba gang thì nó mới nặng, thì nặng mới rớt được chứ, đúng không? Mới có chuyện cho chúng ta coi. Sao anh Nghĩa anh dạng miệng ghê luôn á thiệt. Thì anh nói mà nó có nhiều vị bản lắm. Dạ, dạ. Thì thật ra cái bản mà anh kể nó là cái gì đó. Trong chuyện cổ tích Tấm Cám, Tấm đã hóa thân thành chim vành khuyên. Đúng hay sai? Trời, 5 giây bắt đầu. Trời ơi, cái này không biết thì học lớp 1 luôn ha. Ừ, thiệt. Bây giờ quan trọng là chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến từ ban tư vấn nè. Tấm đã hóa thân thành chim diều hâu. Chim diều hâu. Ủa chị ơi. Cô Tấm đẹp xinh vậy mà biến thành con diều hâu. Cái mỏ nó cong vòng như vậy. Em lộn, con hải âu. Hải âu, cô Tấm bay ra biển luôn hả? Bay ra biển luôn hả anh chị? Thì đó, bữa cô Tấm bay ra biển rồi cô Tấm bay về mới gặp hoàng tử đó. Ủa, hải âu bị sứ hay gì? Lộn rồi. Cô Tấm không có biến thành chim. Cô Tấm biến thành con cá bông. Wow. Nhớ ông anh Nghĩa hồi xưa đó. Không, anh không nhớ cái chi tiết đó. Lúc mà bị té cái câu á, xong mà rớt xuống giếng, bị té giếng. Giếng có cá bóng luôn á. Trời ơi, cô Tấm té giếng. Cái câu cái bên cái giếng, nhớ không? Vô lý, mà mình cảm thấy khó chịu. Trong khi đây là một cái câu chuyện quá nổi tiếng. Anh ơi, chương trình này anh là vô lý nhất. Anh hai câu vô lý rồi đó anh Nghĩa. Anh mới là nhà hóa học vô lý nhất ở đây. Nhưng mà riêng cái câu này thì anh không thể nào trả lời sai được. Nếu mà là con chim vành khuyên, đọc thử cái câu thơ đó coi nó có vần không. Vành khuyển vành khuyên, có phải vị quyên viên vành tuyên quyến. Cảm ơn bà tư vấn đã giúp cho người chơi rất là nhiều. Hên là phát vẫn có tuổi thơ kiên cố. Công bố đáp án. Bạn chọn là sai. Và đáp án của chúng tôi lựa chọn đó là lựa chọn chính xác. Wow. Nghĩa nhiên phải là như vậy.